Chào mừng cô bác, anh chị, các bạn đã quay trở lại về kênh Cuộc Sống Huế. Khi nhắc về Huế, người ta thường nhắc đến những cái di tích. Và trong thời gian này thì có thêm một vài cái tuyến phố đi bộ mới của Huế được hình thành. Và đó cũng là một trong những cái nơi mà thu hút rất là nhiều bạn trẻ cùng với là khách du lịch tới tham quan ở những khu vực như thế này. Thì trong thời gian vừa rồi thì Huế mình đã xây dựng thêm một cái cây cầu gỗ lim, nó nằm bên khu vực đường Lê Duẩn, đối diện với cái khu vực này, đó chính là nhà hát lớn của Huế mình. Ở Huế mình thì đã có một cái phố đi bộ, đó chính là phố đi bộ trên khu vực cầu gỗ lim tại đường Nguyễn Đình Chiểu, tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Và giờ đây thì ở trên cái khu vực ở bên đối diện bên sông thì có thêm xuất hiện một cái cây cầu gỗ lim nữa. Đây là một cái cầu gỗ lim nó ngắn hơn. Về quy mô thì nó không bằng cái cầu dài bên kia, nhưng về phong cảnh trên cái cầu thì nó cũng không kém gì cả. Vì vậy, cô bác anh chị có thể thấy là hôm nay vào buổi chiều trăng vàng, bây giờ chỉ cần thêm nửa tiếng nữa thôi thì chơi đã bắt đầu tối. Mà ở khu vực này vẫn có rất là nhiều bạn trẻ tới đây để chụp ảnh, check-in những cái bức hình. Tại vì trong thời gian vừa rồi thì nhiều bạn cũng đăng những cái bức hình rất là đẹp tại khu vực này. Nên hôm nay mình tới đây cùng với các bạn tham quan cái khu vực cầu gỗ lim này và tản bộ trên cái đoạn khu vực này. Mục đích của mình hôm nay tới đây là để hoàn thành tiếp cái chuyên mục phố đi bộ trên sông Hương. Tại vì mình đã có làm hai cái video, một cái video về phố đi bộ ở từ cầu Phú Xuân cho đến cầu Trang Tiền, và một video từ khu vực Kim Long. Cùng với đó là có thêm một cái video nữa, nó nằm bên đối diện sông cầu gỗ lim bên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng mà có một cái đoạn là từ cầu Phú Xuân cho đến cầu Bạch Hổ là một cái đoạn đường rất là đẹp mà mình chưa quay. Vì vậy mà hôm nay mình ghé lại cái khu vực này để có thể cùng với mọi người là tham quan cái tuyến phố đi bộ này. Và trong cái quãng đường đi bộ từ cầu Bạch Hổ cho đến là cầu Phú Xuân thì đây là một trong những cái đoạn mà được nhiều bạn trẻ tham quan nhất ở khu vực Huế mình. Vào buổi chiều thì đối diện cái cổng ra đường Lê Duẩn thì mọi người có thể là đậu xe ở trước của khu vực này. Sau đó chúng ta có thể là đi xuống dưới cầu gỗ lim để có thể chụp ảnh. Và cái khu vực này nó không chỉ thu hút mỗi bạn trẻ đâu, mà nó còn thu hút những người lớn tới đây để có thể là check-in, chụp ảnh, lấy khung cảnh của thành phố Huế ở trong những khu vực này. Ngoài việc mà có thể chụp ảnh với là cây cầu gỗ lim ra thì cô bác anh chị cũng có thể là thuê một cái súp đi để có thể là treo trên sông Hương ngắm thành phố Huế, đặc biệt là hai khu vực phố đi bộ vào buổi chiều. Từ cái khung cảnh đấy thì chúng ta có thể là nhìn thẳng ra phía bên trái thì chúng ta sẽ thấy được cái view của Vincom, hoặc là chúng ta nhìn bên tay phải thì chúng ta sẽ thấy được view của cầu Bạch Hổ. Và nếu mà chúng ta nhìn thẳng đối diện với cái khu vực này thì chúng ta sẽ đối diện với view của nhà hát lớn của Huế mình. Thì đó là một trong những cái view rất là đẹp. Vì vậy mà khi mà trở về Huế hay là đi tham quan phố Huế mình trên cái phố đi bộ
thì các bác anh chị cũng đừng quên là ghé lại cái cầu Gỗ Lim, nó nằm bên đường Lê Duẩn, từ tuyến đường Phú Xuân cho đến là tuyến đường Cầu Bạch Hổ, để có thể là chụp một bức ảnh đẹp tại khu vực này. Chiều bắt đầu trôi qua và bây giờ thì trời nó đã sẩm hướng rồi, bây giờ thì gần 6 giờ rồi, chỉ trong vòng lát nữa thôi thì cái khu phố đi bộ nó sẽ bắt đầu lên đèn. Và cái giờ đó thì Thanh với cô bác cũng sẽ đi từ cầu Bạch Hổ và tới khu phố đi bộ, để chúng ta có thể là cảm nhận được cái khu phố này vào ban đêm như thế nào, nó có thua kém gì khu phố đi bộ cầu Liên bên kia không. Giờ này mặc dù là chẳng vàng, chẳng bao lâu nữa thì sẽ tối, nhưng mà vẫn có rất là nhiều bạn trẻ vẫn đua nhau tới khu vực này để có thể được chụp ảnh. Thì mọi người cũng đã bắt đầu đi bộ nhiều hơn trên cái khu vực khu phố đi bộ. Đấy cũng là lúc mà cái thời tiết nó bắt đầu nổi gió nhiều hơn, và cái khu vực này sóng nó lớn hơn một tí. Khi mọi người tham quan ở khu vực này, về thời gian vào mùa hạ thì Huế luôn luôn nóng, nhưng mà vào đặc buổi chiều như thế này mà đi dạo trên sông Hương thì đấy quả thật là một trong những cái điều tuyệt vời. Không khí rất là mát cùng với là sự trong lành. Và cái khu phố đi bộ mà chúng ta đang đi đây nó được mệnh danh là rừng trong lòng phố Huế. Vì vậy khi mà đi trong khu vực này thì chúng ta sẽ cảm giác được mát mẻ, sự mát mẻ của khu vực này. Cùng với đó là từ những khung cảnh đẹp như vậy, nó cũng thu hút nhiều bạn trẻ tới khu vực này để chụp ảnh check in. Nó làm cho cái khu phố này trở nên sôi động hơn. Và đặc biệt vào buổi chiều lúc mà thành phố lên đèn, đó cũng là lúc mà chúng ta sẽ đi dạo bộ để chúng ta thứ nhất là tập thể dục, lấy sức khỏe, thứ hai là chúng ta ngắm khung cảnh của thành phố Huế. Và bây giờ Thanh đang có mặt tại khu vực gần cầu Bạch Hổ của Huế mình, và dưới đối diện với mình là cái cồn Giáo Viên, một trong những cái cồn nổi tiếng của Huế. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi bộ từ cái đoạn cầu Bạch Hổ này cho đến là cầu Phú Xuân. Lúc này cũng là một trong những cái lúc mà trời bắt đầu tối, và những cái ánh đèn của khu vực cầu Bạch Hổ hay là những cái ánh đèn của khu vực phố đi bộ nó cũng bắt đầu sáng lên. Và trước kia thì Thanh đã giới thiệu cho các bác anh chị một cái tuyến phố đi bộ từ khu vực cầu Bạch Hổ cho đến là Chùa Thiên Mụ, là cái đoạn trước mặt chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ đi ngược lại vào trong hướng thành phố. Ở cái công viên này á, khi mà chúng ta đi bộ cũng có một vài cái công viên có những cái dụng cụ tập thể dục, mà nếu mà chúng ta đi tản bộ mà chúng ta muốn dừng chân lại nghỉ ngơi để tập những cái thiết bị đó thì chúng ta có thể ghé ở cái đoạn đường này. Chập nữa khi mà tới cái khu vực đó thì Thanh sẽ chia sẻ cho cô bác anh chị một số cái dụng cụ để tập thể dục ở khu vực đó. Và cái đoạn đường của chúng ta đi đây, ở bên tay phải thì chúng ta sẽ ngắm được cái khung cảnh của khu vực sông Hương, nhìn xa xa bên kia đó chính là đường Lê Lợi và công viên Quốc học Huế. Nhìn phía trước thì chúng ta sẽ thấy khung cảnh của một cái rừng cây xanh mát giữa lòng thành phố Huế, và cái tượng đài Vincom của Huế mình, một trong những cái tòa nhà cao của Huế. Và nhìn bên tay trái thì chúng ta sẽ thấy được cái khu vực đường Lê Duẩn, một trong những cái con đường được mệnh danh là đẹp nhất của khu vực Huế mình. Vì vậy khi mà đi tham quan ở trong khu vực này thì mọi người sẽ cảm nhận được cái không khí vui tươi ở đây. Và bây giờ thì Thanh đã tới được cái khu vực mà cái lúc đầu giới thiệu, đó chính là nơi mà để mọi người tập thể dục. Thì các bác anh chị thấy là đa phần từ người lớn cho đến là trẻ em, họ đều sử dụng những cái dụng cụ này để có thể là tập thể dục. Và đôi khi trẻ em tới đây cũng không chỉ mục đích tập thể dục đâu, mà chỉ vì mục đích vui chơi thôi. Nó cũng nâng cao được sức khỏe cho người dân xứ Huế và cho cộng đồng khách du lịch khi mà đi tham quan ở đây.
Mình đứng đây mình có thể nhìn lại cái cầu Bạch Hổ đang lên đèn, thì cũng giống như cái cầu Trần Tiên thì cái cầu Bạch Hổ nó cũng có cái hệ thống đèn nước của nó. Thì cái công viên bên kia là công viên cầu Giáo Viên, đi dọc đường Bùi Thị Xuân, nó sẽ đi qua cầu Bạch Hổ này và đi qua đường Lê Duẩn. Và đây là một cái miếng không gian rất là đẹp vào buổi chiều như thế này, thì người dân họ tập thể dục rồi họ có thể ngắm được cái cầu Trần Tiên rồi cảnh sông Hương. Nếu mà mình đã đi xa Huế rất là lâu mà quay trở về và đi bộ trên cái khu vực như thế này, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi rất là nhanh của Huế mình. Chỉ trong vòng 2-3 năm thôi mà Huế mình đã thay đổi rất là nhiều. Nhớ trước kia cái khu vực chúng ta đang đi đây nó không phải là một cái khu phố sầm uất lắm, nó chỉ là một vài cái tấm gạch họ tạo thành một con đường thôi. Thậm chí ngay cái đoạn đường mà chúng ta đi đây nó cũng chưa có đường luôn. Nhưng sau này Huế mình đã làm lại cái công việc này, tại vì đây cũng là một trong những cái khu vực đẹp nhưng mà đã bị bỏ hoang rất là lâu, và người ta hay gọi khu vực này là khu vực biển mẹ. Và sau này thì Huế đã thứ nhất là làm kè để có thể là không cho cái khu vực này bị sạt lở, và sau đó thì xây dựng cái tuyến phố này làm cho người dân Huế và khách du lịch có thể là ngắm cảnh được cái khu vực sông Hương. Và sau khi xây xong thì nó trở thành một trong những cái khu vực mà thu hút, không những là thu hút khách du lịch tới đây để là ngắm Huế mà còn là một trong những nơi mà giúp cho người dân Huế chạy bộ, tập thể dục, rồi có những cái dụng cụ như lúc đầu mình chia sẻ. Từ đó thì có thể nâng cao được sức khỏe của người dân Huế. Và cùng với là cái khung cảnh nên thơ như thế này, thì quay trở lại Huế mà không đi tản bộ trên những cái khu vực phố Huế là một trong những cái điều mà mình nghĩ là sẽ rất là đáng tiếc. Vì vậy mỗi lần mà chúng ta quay trở về Huế thì chúng ta cũng nên dành một ít thời gian để đi tản bộ ở khu vực này vào buổi chiều và buổi tối. Buổi tối và buổi chiều thì nó có khác nhau một tí. Buổi chiều thì chúng ta có thể thấy là khung cảnh nó rõ ràng hơn và nhiều bạn tới tham quan để chụp ảnh khu vực này hơn. Còn buổi tối thì chúng ta sẽ thấy được những cái ánh đèn lấp lánh đằng xa, đặc biệt là những cái tuyến phố bên cạnh như là tuyến phố Lê Lợi đối diện trước mặt Quốc học Huế, hay là đến bên đường Lê Duẩn nó sẽ lên ánh đèn. Từ đó thì chúng ta sẽ thấy được nhiều cái huyền bí một tí, làm cho cái không gian lúc này nó trở nên huyền bí hơn. Và mỗi cái thì có mỗi cái vẻ đẹp khác nhau, thì mọi người nên tới vào hai khung giờ này để có thể là thưởng thức vẻ đẹp của xứ Huế mình. Như mình nói, đối diện với khu vực mình đó chính là khu vực của Bia Quốc học Huế và đường Lê Duẩn. Bên kia cũng là cái tuyến phố đi bộ. Thì mọi người có thể là đứng đây ngắm được rất là nhiều khung cảnh của Huế mình. Và bây giờ thì Thanh đã tới cái đoạn giữa khu vực cầu Bạch Hổ và cầu Phú Xuân. Đây là cái đoạn mà lúc đầu mà Thanh vừa mới chia sẻ cho cô bác anh chị. Từ cái đoạn này thì chúng ta dạo lại cái khu vực cầu Gò Lim để xem thử là cái không khí ở đây nó khác gì với buổi chiều không. Hiện tại thì khi mà đi ngang qua đây thì có một cái điều rất đặc biệt là chúng ta thấy cái khung cảnh phố Huế lên đèn. Và nhiều bạn trẻ thay vì chạy lũ chạy tới để chụp ảnh thì bây giờ ngồi một chỗ để có thể là ngắm thành phố Huế. Đa phần là những đứa bạn và những cặp đôi họ ngồi ở khu vực này để có thể là ngắm. Cũng có một vài người dắt thú cưng đi. Đây là một chú thú cưng. Và bây giờ thì sau khi mà vòng xong khu vực phố đi bộ thì Thanh và cô bác anh chị lại tiếp tục đi tản bộ trên cái khu vực phố đi bộ này để có thể là khám phá hết những cái đoạn đường còn lại của khu phố đi bộ. Vào giờ này thì mọi người đi bộ trên khu vực này cũng lác đác một vài người, nó không đông nhiều bằng cái lúc chiều. Trước kia mà khi mà mình đi tập thể dục á, ở Huế mình là có hai chỗ, một là khu vực Kinh Thành Huế, hai là khu vực đối diện Phú Văn Lâu.
đó là hai cái nơi mà nhiều người đi tập thể dục nhất. Thì sau khi mà phố đi bộ hình thành thì cái khu vực này tự nhiên trở thành một trong những khu vực mà nhiều người họ đi tản bộ, người trẻ thì họ đi bộ đi dạo, còn người lớn tuổi mà có điều kiện một tí thì họ mua chiếc xe đạp. Vì vậy mà trong thời gian này cũng có một vài tiệm xe đạp ở Huế mình bán rất là được. Và mọi người có thể có một cái rất là đặc biệt mà khi đi tham quan khu vực Huế này, khi mà nhìn phía trên cao, trên cây á, mọi người thấy là không chỉ những cái ánh đèn nó nằm ở khu vực đường đi đâu, mà ngay cả những cái cây này mọi người có thể chú ý là trên cao kia nó cũng được sao mấy cái cây nó đang trên đó và bóng sáng. Vì vậy mà trên phố đi bộ không chỉ riêng cái khu vực cao này luôn, đường nó sáng, không những mà ngay những cái tảng lá cao của những cây cổ thụ lâu năm, cây nó cũng sáng, làm cho không gian này nó trở nên đẹp hơn á. Đối diện với mình hiện tại bây giờ bên kia là bia Quốc Tử Giám, bia Quốc Học Huế, mình nhầm tên là bia Quốc Học Huế, ngay trường Trung học Quốc Học. Ở đây khu vực mà mình đang đi đây thì vào mỗi buổi chiều tầm 3 giờ 5 giờ thì mấy cái chủ ở khu vực này thường hay ra đây chơi bích sắt. Bây giờ này thì mấy chủ cũng về rồi. Ngay cái đoạn này thì chúng ta sẽ có hai cái không gian khác nhau. Bây giờ chúng ta nhìn qua bên tay phải, chúng ta sẽ gặp dòng sông Hương với những chiếc thuyền rồng lướt trên cái mặt nước. Và phía bên kia là một trong những khu vực sầm uất Lê Lợi, bờ nam của khu vực thành phố Huế. Bây giờ mình rẽ sang phía bên tay trái thì chúng ta lại chiếm được một cảnh khác. Đây là đường Lê Duẩn, trước mặt chúng ta là Kỳ Đài và Ngọ Môn, là khu di tích lịch sử của Huế mình, ký ẩn lại lịch sử của triều đại nhà Nguyễn của Huế. Đó, nhìn được hai bên bờ sông, bờ nam và bờ bắc của khu vực Huế mình. Thì khi mà đi trên khu vực này thì chúng ta cũng có thể là thấy sự khác biệt giữa hai khu của Huế mình. Và chỗ của thân hiện tại bây giờ là gần như là đối diện với khu vực Kỳ Đài rồi. Thì hôm nay cô bác phải anh chị cùng với thân cũng đã cùng nhau đi tham quan khu vực cầu Cổ Linh mới, sau đó thì chúng ta lại xuất phát đi tham quan tuyến phố đi bộ từ khu vực cầu Bạch Hổ cho đến trước mặt Kỳ Đài, và đằng kia là cái cầu Phú Xuân. Thì mong rằng là sẽ đem đến trọn bộ hơn cái khung hình ảnh về khu phố đi bộ của Huế mình thông qua ba cái video của mình: một là tuyến phố ở khu vực Kim Long, hai là tuyến phố từ khu vực Kỳ Đài Ngọ Môn cho đến cầu Trăng Tiền, và cái video này là chia sẻ về cái hình ảnh từ cầu Gỗ Lim mới cho đến cầu Bạch Hổ và đến khu vực công viên này. Thì mong rằng là cô bác anh chị thích những cái nội dung mà Thanh đăng tải và chia sẻ trên kênh Cuộc Sống Huế, và đừng quên là ghé thăm kênh Cuộc Sống Huế thường xuyên để ủng hộ những cái nội dung mà mình đăng tải và chia sẻ trên kênh. Và hẹn gặp lại các bạn anh chị tại những nội dung sau, và đừng quên là nhấn nút chuông để có những cái video mới thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn anh chị. Và hẹn gặp lại.